tự nhiên. Là nó rõ gì đâu á hả? Có ánh sáng rất là rõ. Cái này là đi xe Melo ngay cái hồ ở đây nè. Xe Melo đi bắt ăn này nè phải không? Chị Mai. Mai đang mà không cái gì hấu chung là ăn hết luôn. Mình chị Mai ôm là ăn hết. Đi nào ơi. Hai chị nha. Ê, con cười hả? À, ba quay phim thôi mà. Ngon tiếp không? Ừ. Nè, quay cái hồ đi bắt ăn giỏi ghê á. Ừ, trời ơi. Khách ăn giỏi ghê không? Đây gần cái quá sum này nè. Cái quá sum này gần cái quá sum. Ngay chỗ gần chỗ con tắm đi sát đây. Đi ra đây coi cái hồ ấy coi, ngay hồ ngoài này nè. Đó. Nó tắm đầy ngoài á. Chúc nó Scalina với David ra tắm. Hôm nay trời nóng cho nên ta đi đông quá chừng luôn. Semelo. Ngồi trên này rất là tiện, cái bóng cây rất là mát. Bít múc ăn hay con? Giỏi. Con múc ăn á, giỏi ha. À, rác thôi bỏ đây chút xíu, nói má mì chút nó ba lụm bỏ rác cho ha. Ca coi ca con. Bỏ ra được không? Ừ, chút xíu ba lấy ba bỏ rồi cho con ăn đi. Sao đó, để đó ba ấy cho. Rồi, được rồi, ba quay xong rồi.